Ngày 2 tháng 8, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã xây dựng bảng điểm đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ về hoạt động chăm sóc sức khỏe của địa phương. Đây là cách đánh giá theo kết quả đầu ra của công tác chăm sóc sức khỏe người dân theo từng địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức, giúp lãnh đạo địa phương phát huy những mặt tích cực, đồng thời nhận ra những vấn đề ưu tiên quan tâm để chỉ đạo sâu sát hơn, đầu tư nhiều nguồn lực hơn, tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ hơn. Bảng điểm đánh giá kết quả hoạt động y tế theo địa bàn quận, huyện và thành phố Thủ Đức được thiết kế thành 8 nhóm, trong đó có công tác phòng chống dịch, quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn, mức độ hài lòng của người dân đối với dịch vụ y tế tại địa phương. Có 30 tiêu chí, với tổng số điểm đạt tối đa là 100 điểm và 14 điểm cộng, 18 điểm trừ. Địa phương đạt từ 90 điểm trở lên được xếp loại hoàn thành xuất sắc, từ 75 điểm đến dưới 90 điểm là hoàn thành tốt, từ 50 điểm đến dưới 75 điểm là hoàn thành và dưới 50 điểm là không hoàn thành. Trong các tiêu chí điểm trừ, tiêu chí về công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân trên địa bàn bị trừ nhiều nhất, với tổng số điểm trừ lên đến 12 điểm. Theo đó, nếu địa phương không phát hiện kịp thời cơ sở y, dược tư nhân hoạt động không phép trừ 4 điểm, có phòng khám tư nhân đã bị đình chỉ hoạt động nhưng vẫn hoạt động lén lút trừ 4 điểm. Có trường hợp người không có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh, chứng chỉ hành nghề dược hành nghề tại các cơ sở y, dược tư nhân trên địa bàn nhưng không được phát hiện kịp thời trừ 4 điểm. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng kết quả chăm sóc sức khỏe người dân theo địa bàn là sự phản ánh khách quan về sự nỗ lực và phối hợp hoạt động giữa các đơn vị y tế trực thuộc Ủy ban Nhân dân quận, huyện,